Một hôm, vị tế tứ họp gia đình lại và nói rằng, các con, bây giờ cha đã già yếu, mọi việc trong gia đình, cha không thể chăm nom được nữa. Tất cả tài sản và của cải, chìa khóa kho báu, ai có thể chăm nom được, cha sẽ giao cho người đó quản lý. Quản lý tất cả tài sản. Sáu cô con dâu đều không muốn nhận. Họ đều sợ. Và người cuối cùng, cô con dâu thứ bảy, đứng lên thưa rằng, thưa cha, các chị con, không ai dám nhận. Vậy con xin nhận để đỡ đần cho cha. Tể tướng vui vẻ, giao cho cô chìa khóa và mọi thứ để quản lý công việc trong gia đình. Quý vị biết, ở Trung Quốc, họ sống chung với nhau. Và một người chăm lo cho tất cả như là người quản lý. Thế thôi, họ sống chung với nhau. Sau khi lập gia đình, họ vẫn sống chung. Từ đó, cô chăm chỉ, thức khuya dậy sớm, quản lý tất cả gia nhân trong nhà. Mọi việc rất chu đáo. Tới bữa ăn, cô luôn mời cha mẹ chồng ăn cơm trước, sau đến các anh, các chị, rồi cháu trai, cháu gái, và rồi còn lo cho các gia nhân, để tất cả họ đều ăn xong. Sau khi lo xong tất cả công việc, cô giao phó công việc cho họ làm, rồi cô mới đi dùng bữa. Là người cuối cùng dùng bữa, lúc nào cũng như thế, hàng ngày như thế. Vị tế tướng thấy cô là một người rất trung thành, chăm chỉ, khác hẳn những người khác. Sao lại như vậy được? Sao không thấy cô làm theo lời mẹ dặn? Bởi vì trước khi cô rời nhà, mẹ cô đã dặn con phải ăn ngon, ngủ kỹ và mặc đẹp. Mỗi ngày đều phải như vậy. Tại sao cô không vâng lời mẹ? Phải ăn ngon. Ông đến hỏi. Trước khi con về làm dâu ta, mẹ con có dặn, ngày nào cũng phải mặc áo đẹp, ăn thức ăn ngon, và ngày nào cũng phải soi gương. Thế sao con không nghe theo lời mẹ con đã dặn gì hết? Cha không thấy con làm theo. Cô quỳ xuống trước mặt cha chồng, thưa rằng, thưa cha, mẹ con dặn, mặc áo mới đẹp, nghĩa là áo mặc bao giờ cũng phải sạch sẽ, gọn gàng, để lúc khách tới nhà, con luôn nhìn gọn gàng để người ta không nghĩ rằng trong nhà cha có cô con dâu tệ. Và mẹ con dặn phải ăn ngon. Ý của mẹ con là con phải ăn sau cùng. Và khi đó con sẽ rất đói, thì thức ăn gì cũng sẽ thấy rất ngon. Ý nói để mọi người ăn trước, rồi con sẽ thật đói, và rồi thức ăn sẽ rất ngon. Rồi sự tiêu hóa sẽ rất tốt. Đó là ý nghĩa của việc ăn cho ngon và ăn thức ăn ngon. Còn mẹ bảo con soi gương, không phải là soi gương đồng hay các gương đó để làm đẹp. Ý mẹ con là phải dậy sớm, lau dọn bàn ghế, tất cả đồ đạc cho sạch sẽ, cẩn thận. Chăn chiếu, mền mùng phải gấp cho gọn gàng để trông sạch sẽ và sáng bóng như gương. Ý mẹ con dặn là như thế. Ôi trời, người mẹ tuyệt vời quá. Và con gái thật thông minh. Người mẹ chẳng giải thích gì mà cô con gái hiểu hết. Cha, ông quan tể tướng nói, cha, hay lắm, hay lắm. Mẹ con là một người khôn ngoan và đáng được tôn trọng. Cha rất kính phục.
Ông mừng thầm trong lòng vì có được cô con dâu xinh đẹp, vừa có tài có đức, lại còn vô cùng khiêm tốn. Nên từ đó, ông càng đối xử với cô đặc biệt hơn. Mọi việc đều tin cậy giao phó cho cô. Ông không bao giờ còn phải lo lắng việc gì trong nhà nữa. Bây giờ ông cảm thấy yên tâm. Một hôm, nhà vua cùng quần thần bàn bạc trong triều đình. Triều đình của vua bàn về việc nước. Bỗng nhiên, vua thấy nhiều hạt lúa rất đặc biệt từ đâu rơi xuống sân. Vua nhìn lên trời thấy một đàn chim thà lúa này và thả hạt lúa xuống sân. Vua thấy đây là thứ lúa rất quý, nên giao cho triều thần mỗi người một ít mang về nhà trồng trong vườn. Vị tể tướng cũng có vài hạt đem về giao cho cô con dâu. Con dâu út, cô con dâu thứ bảy, dặn rằng lúa này là từ nhà vua giao cho chúng ta trồng. Con lo hộ cha việc đó. Ôi trời, một mình cô quán xuyến mọi việc và bây giờ còn làm nông dân nữa. Ông thật sự tin tưởng cô, nhưng đây là vấn đề. Người giỏi và đáng tin cậy thì làm việc quá cực. Không phải như được rồi, mình tài giỏi thì được đối xử tử tế. Không đâu, mình sẽ làm việc cực hơn mọi người khác. Người được giao phó nhiều cũng được kỳ vọng nhiều. Một thời gian sau, hoàng hậu lâm bệnh. Tất cả các ngự y được triệu vào chăm sóc hoàng hậu, tâu rằng, tâu bệ hạ, bệnh của hoàng hậu phải dùng thứ lúa đặc biệt cho hoàng hậu ăn thì mới chữa khỏi, là lúa từ bãi biển, có lẽ là lúa mọc tự nhiên, lúa hiếm. Nhà vua triệu các quan vào, hỏi rằng, trước đây, trẫm có giao cho mỗi các khanh thứ lúa đặc biệt đem về trồng. Nay lúa đã chín chưa? Họ tâu rằng, tâu bệ hạ, lúa không hợp với thời tiết và đất đai nơi này. Chúng thần cố gắng trồng, nhưng lúa không lên, không có kết quả. Vị quan tể tướng về nhà, hỏi cô con dâu thứ bảy, cô con dâu út, con có trồng lúa cho cha không? Thế nào rồi? Vì hiện giờ, vua đang cần để làm thuốc, chữa bệnh cho hoàng hậu. Cô con dâu thứ bảy trả lời, thưa cha, con đã trồng và lúa mọc rất nhiều. Và con đã đang trồng thêm đợt hai. Rất nhiều, rất nhiều. Con có dự trữ rất nhiều trong kho. Nếu vua muốn dùng làm thuốc cho toàn quốc, con cũng có đủ. Không chỉ riêng hoàng hậu thôi. Chà, quả là cô con dâu tốt. Ôi trời, ước gì tôi có một người con dâu như thế. Nhưng tôi không có con trai nào cả. Đó mới là vấn đề. Có ai trong quý vị muốn làm con dâu của tôi không? Nhưng không được, tôi không có con trai. Con đem cho cha một ít vào dâng vua. Dạ được, dạ được. Cô nói dạ, nhưng để con cho người xay giả sạch sẽ trước đã. Chào ơi, cô thật chu đáo. Không nói dạ đây, mà còn làm sạch và giả trước đã. Hôm sau, ông mang gạo đó vào. Không phải lúa còn trấu, mà gạo đã giả, vo sạch, sẵn sàng để nấu. Ôi chào, cô thật tốt phải không nào? Ông tâu rằng, tâu bệ hạ, tuân lệnh thánh chỉ. Nhà hạ thần đã trồng rất nhiều lúa này, cũng đã thu hoạch được rất nhiều.
Nay xin dâng gạo này, đã vo sạch, sẽ có thể nấu ngay. À, tốt lắm, tốt lắm. Hành khéo tài trọng đấy, nhà vua đâu có biết. Vua sai người đem gạo ấy nấu cơm. Hoàng hậu ăn xong, thì khỏi bệnh. Thời đó, nước láng giềng là đặt xoa thị lợi, có xích mích với nước Xá Vệ. Về việc thương mại, mua bán, nên thường hay xảy ra xung đột giữa hai nước. Nhưng dù vậy, vua nước láng giềng, nước đặt xoa thị lợi vẫn còn e dè, sợ nước Xá Vệ có nhiều nhân tài, nên nhà vua lập kế để thử xem nước đó có thật sự mạnh hay giỏi, có nhiều nhân tài hay không. Lần đầu, vua sai người mang sang nước Xá Vệ hai con ngựa tặng nhà vua. Cả hai đều là ngựa cái. Ha, cô thích ha. Cả hai đều là ngựa cái. Rồi ông vua muốn thử xem có ai ở nước Xá Vệ có thể phân biệt được con nào là ngựa mẹ, con nào là ngựa con không. Vì cả hai đều là ngựa cái lớn bằng nhau. Khi đó tất cả vua quan triều thần đều không phân biệt nổi. Vì thế khi quan tể tướng về nhà, trông rất sầu khổ. Mặt ông dài như mặt ngựa. Khi buồn hay không vui, chúng ta nói sao mặt dài thòn vậy? Mặt ông dài như mặt ngựa. Rồi cô con dâu thứ bảy luôn luôn có mặt và chăm sóc, chú ý mọi thứ. Cô con dâu hỏi, thưa cha, sao hôm nay cha từ triều trở về, sắc mặt lại không vui, có chuyện gì vậy ạ? Ông kể với cô, nước láng giềng cử người mang sang hai con ngựa bảo chúng ta phân biệt xem con nào là ngựa mẹ, con nào là ngựa con. Và mình không biết phân biệt. Mình không biết phải làm gì, văn võ bá quan đều không ai biết. Họ nói nếu không giải nổi thì họ sẽ tấn công chúng ta. Đây chỉ là một sự thử thách. Họ sẽ đem quân sang đánh, chúng ta rất đổi lo âu. Dĩ nhiên là cha buồn. Cô con dâu thưa rằng, thưa cha, việc ấy không khó. Cha mang vào triều một bó cỏ non ngon ngọt đặt ở đó. Nếu thấy con nào ăn thông thả, và hầu như nhường cho con kia, thì đó là ngựa mẹ. Còn con nào ăn nhanh, muốn giành lấy hết, thì đó là ngựa con. Quan tể tướng nghĩ, chà, có lý lắm, được, được. Ông vào tâu vua như lời cô nói, nhà vua sai người lấy cỏ cho ngựa, ăn thử và quả đúng như lời cô nói. Nhà vua kêu sứ thần của nước láng giềng đến và ông chỉ vào con ngựa ăn chậm, thông thả. Ông nói đó là ngựa mẹ. Còn con ăn nhanh, kiểu như giành giật, hấp tấp, đó là ngựa con. Nên họ biết, mọi người biết, sứ thần chịu nhận là đúng. Sau khi sứ thần ra về, nhà vua ban thưởng cho quan tể tướng rất hậu, vàng bạc, lụa là, đủ thứ vật báo, lại tăng lương cho ông nữa. Lối hiện đại của chúng ta là như thế, tăng lương là tốt. Sứ thần về tới nước nhà, tâu vua đúng sự thật như trên. Rồi nước láng giềng vẫn không muốn chịu thua, không muốn chấp nhận họ là kẻ bại. Nhà vua lại cho mang hai con rắn
dài bằng nhau, lớn bằng nhau. Sàn nước láng giềng. Đố biết con nào là đực, con nào là cái. Nếu không biết, họ sẽ mang quân sang gây chiến. Tuân lệnh, sứ thần mang rắn sang nước Xá Vệ. Lần này, từ vua đến quan cũng không biết phải làm sao, không biết con nào là con nào. Quan tể tướng lại về nhà, mặt dài như đuôi rắn. Sệ xuống rất dài. Ông nói, con à, hôm nay nước đặt xoa thì lợi lại gây rắc rối. Họ mang sang hai con rắn, hỏi con nào địch, con nào cái. Tất cả vua quan trong triều không ai biết cả. Vậy con có cách nào phân biệt, nói cho cha rõ. Cô nói, thưa cha, việc ấy cũng không khó. Cô con dâu tài quá. Chỉ cần lấy một mảnh lụa rất nhẵn, mềm, nhũn, trải trên một cái non. Trải lên trên. Rồi bỏ hai con rắn vào. Con nào nằm im, con nào bò quanh thì biết. Vì con cái thuộc âm tính, âm dương, quý vị biết đó. Nó thấy mát và mềm mại thì nó sẽ nằm im, thích thú. Còn con đực thuộc tính dương, thấy nhiều người thì sợ nên bò lung tung, muốn tìm lối tẩu thoát. Loại nông như thế không phẳng, mà có thành và viền nhỏ xung quanh. Thời xưa, người ta dùng nó để đồ bên trong, như một cái rổ nhưng rất lớn và phẳng hơn. Cho nên nó chạy quanh, tìm đường tẩu thoát. Do đó, vị tể tướng nghĩ, chà, có lý lắm, ta sẽ thử xem. Ông vào tàu với vua như lời nói trên. Vua sai người làm vậy. Ồ, quả nhiên như lời cô nói. Nên nhà vua sai người gọi sứ thần đến, chỉ cho họ thấy và bảo cho biết. Rồi vua nói, con này là đực, con này là cái. Sứ thần cũng cảm thấy rất tài, tốt. Sứ thần về nước và tâu lại với vua. Sau đó nhà vua tất nhiên là lại tăng lương cho vị tể tướng, thưởng cho ông rất nhiều quà quý.